Thưa quý vị, giờ ra chơi là khoảng thời gian thư giãn của các em học sinh sau những tiết học căng thẳng. Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, từ năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền triển khai thực hiện mô hình giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo. Với nhiều nội dung thiết thực, giải trí lành mạnh, mô hình thu hút đông đảo học sinh tham gia. 15 phút ra chơi giữa buổi học, trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền luôn sôi nổi, tràn ngập tiếng cười như thế này. Học sinh yêu thích thể thao vận động thì tham gia môn bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, đá cầu. Với môn cờ vua, cờ tướng dành cho học sinh đam mê các môn thể thao trí tuệ. Một nhóm học sinh khác là đọc sách dưới tán cây hoặc thư viện của trường. Năm nay thì nhà trường đã tổ chức thêm hoạt động đọc sách giúp chúng em giải tỏa căng thẳng và có thêm kiến thức. Mặc dù cái giờ ra chơi đó chúng em chỉ có 5-10 phút để giải lao, nhưng em rủ bạn em đi đánh cờ tướng để giúp em giảm stress, giảm căng thẳng trong những tiết mệt mỏi. Từ đầu năm nay, nhà trường đã tổ chức những sân chơi thú vị như là cầu lông, bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng để chúng em có thể giải tỏa căng thẳng sau những tiết học mệt mỏi. Mặc dù thời gian chơi chỉ gói gọn trong 15 phút, nhưng những hoạt động thú vị này đã mang lại nhiều năng lượng tích cực, giúp cho các em vui vẻ phấn khởi để bước vào tiết học mới. Em thật sự là rất là nhiệt liệt hưởng ứng, rất là nhiệt tình. Và qua một thời gian chỉ gần 2 tháng triển khai thôi mà các em đã rất là hăng say trong việc học tập. Bởi vì các em tới trường không chỉ là rèn luyện về trí tuệ mà còn rèn luyện về thể chất. Từ đó giúp cho các em tập trung học hơn và mối quan hệ giữa thầy, trò, cô cũng gần gũi hơn. Quan hệ giữa các em học sinh cũng gần gũi và thân thiện hơn. Qua các hoạt động như là câu lạc bộ về thể dục thể thao như là đá cầu, cầu lông, đá bóng chuyền, bóng bàn, cầu vua, tướng thì mình cũng phát hiện ra những học sinh có tài năng, mình sẽ lập danh sách và sẽ thành lập các đội tuyển để nhà trường chỉ đạo tổ thể dục rèn luyện cho các em sẵn sàng tham gia thi đấu các giải cầu lông cấp huyện, cấp tỉnh trong thời gian sắp tới. Mô hình giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo tại trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Đồng thời để các em học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui.